Chào các bạn nhé, trên video này chúng ta cùng tìm hiểu về những cái bệnh mà thường gặp ở cái mạch điều khiển block và quản của dàn nóng với điều hòa mono. Thì trên bảng đây tôi đã vẽ sẵn một cái mạch điều khiển block và quản của dàn nóng của điều hòa mono. Thì đây là vi xử lý. Những cái điều kiện cho con vi xử lý đi chạy là nguồn 5V DC reset này, xung quanh CDS, thạch anh dao động, sensor đầy đủ thì cái vò này sẽ mở nguồn cho hoạt động. Thì cấu tạo của cái mạch điều khiển block và quạt dàn nóng trong cái điều hòa mono thì bao gồm là lệnh từ vi xử lý, điều khiển con IC đảo và một số đời mạch sử dụng con đèn transistor để điều khiển cái relay, được cấp một cái đường AC vào cho block và quạt. Block và quạt này được cấp một cái đường AC trung N trước và một cái đường của tụ đề đưa vào quạt trước. Là khi đi xử lý hoạt động điều khiển cho IC đảo đóng cái relay MR1 này thì được cấp một cái đường AC còn lại để cho block và quạt chạy. Thì như vậy khi cái vi xử lý điều khiển cho block chạy thì đồng thời quạt dàn nóng cũng chạy luôn. Bởi vì cái đường đóng relay này là chung cho cả block và quạt. Nói về mạch điều khiển block thì trong một cái bộ mạch, nếu tất cả các điều kiện tốt thì sau 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút tùy vào cái đời máy thì vi xử lý sẽ điều khiển cho block và quạt chạy. Thì khi nào thì block và quạt dừng theo đúng chu trình. Thì như các bạn đã biết, cái vi xử lý này điều khiển cho block chạy để làm lạnh, và khi đã đạt được nhiệt độ thông qua cái sensor nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ dàn này thì nó đạt nhiệt độ báo về sensor này, thì lúc này vi xử lý sẽ đưa ra lệnh ngắt block quạt nghỉ và tiếp tục. Sau đó khi cái nhiệt độ tụt thì thông qua sensor này thì nó lại tiếp tục để điều khiển các block và quạt chạy. Thì đó là theo cái chu trình. Còn sau này một số cái ban bệnh nó diễn ra khiến cho cái block ngắt sớm cũng phụ thuộc vào hai con sensor này. Công tắc nhiệt này lỗi hoạt động với dòng thấp thì nó sẽ ngắt. Khi cái block này chạy tăng dòng thì cái công tắc nhiệt này sẽ ngắt, chúng ta kiến thức nhất rất sớm. Trong quá trình sửa chữa cái bộ mạch mono này thì chúng ta sẽ thường gặp những cái bệnh sau. Chúng ta sẽ thường gặp những bốn bệnh chủ yếu trong cái điều hòa mono điều khiển block và quạt là nóng. Bệnh thứ nhất nó là bệnh block không chạy. Bệnh thứ hai là block chạy ngắt. Bệnh thứ ba là block chạy được 3-5 phút ngắt. Và bệnh thứ tư là block chạy bình thường, có thể được 2-30 phút thì nửa tiếng nhưng mà cái độ lạnh nó không đạt. Thì đó là cái bốn cái bệnh mà chúng ta sau này sửa chữa cái bộ điều hòa mono nói chung chúng ta hay trổ. Cái bệnh thứ nhất ở đây tôi nói là bệnh thứ nhất đó là block không chạy nhé, nghĩa là khi chúng ta cắt nguồn và chúng ta khởi động máy mà chúng ta thấy block và quạt không chạy. Cái bệnh block không chạy này thì nó có những cái biểu hiện sau. Block không chạy thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là block không chạy nhé, nhưng mà quạt chạy. Block không chạy nhưng mà quạt chạy. Cái biểu hiện thứ hai, block không chạy, quạt cũng không chạy, quạt dàn nóng cũng không chạy.
Thì sau này chúng ta sửa, chúng ta sẽ gặp cái bệnh là chúng ta khởi động máy lên thấy block không chạy, trong cái biểu hiện thì nó có hai cái biểu hiện kèm theo cái block không chạy, đó là block chạy quạt nhưng mà không chạy, nhưng mà quạt chạy, block không chạy mà quạt chạy. Xét ở cái trường hợp thứ nhất là block chạy, block không chạy nhé mà quạt chạy. Block không chạy, quạt chạy. Thì nhìn vào cái sơ đồ mạch kia này, cái quạt là nóng và cái block này cùng được cấp đường AC chung có tục đề, và quạt và block này khi được cấp điện vào thì quạt và block này cùng chạy. Khi chúng ta thấy block này không khởi động mà thấy quạt chạy thì chúng ta loại được tất từ cái điểm tiết điểm của dơ le tới về lệnh từ vi xử lý. Vi sẽ đảo tốt, dơ le tốt, cái đường cấp ACL vào đây tốt, quạt mới chạy được. Thì bây giờ block không chạy mà quạt chạy thì còn những cái nguyên nhân khiến những cái trong cái ban này mà cái block không chạy. Thứ nhất đó là cái không tắc nhiệt này, không tiếp xúc. Thứ hai là cái tụ đề này. Còn trường hợp ít xảy ra đó là trường hợp là cái dây kết nối với block không tiếp xúc, hoặc là block nó đứt cuộn dây. Đó là những cái trường hợp là khi chúng ta thấy block không chạy nhưng mà quạt tràn nóng không chạy thì chúng ta kiểm tra công tắc nhiệt, kiểm tra dây kết nối, kiểm tra tụ C1, tụ đề cho block và kiểm tra những cuộn dây trong block. Thì ta sẽ giải quyết được vấn đề thứ nhất, đó là block nó không chạy nhưng mà quạt chạy. Sang cái vấn đề thứ hai là block không chạy nhé, cộng với quạt cũng không chạy luôn. Block và quạt không chạy. Đối với cái ban mà block không chạy và quạt không chạy thì nó lại có hai cái biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất block không chạy, quạt không chạy. Dơ le này, MR1 này. Có đắng, nghĩa là ta khởi động máy lên chúng ta nghe thấy trong đàn lạnh, chúng ta nghe thấy cái dơ le MR1 này nó có đóng tạch không ta, mà chúng ta quan sát thấy block và quạt nó không quạt thì đó là biểu hiện của cái ban bệnh block không chạy và quạt không chạy. Biểu hiện thứ hai là cái dơ le không nóng nhé, block chạy quạt, block không chạy quạt không chạy. Thì có hai cái biểu hiện để chúng ta dựa vào cái biểu hiện này chúng ta loại trừ để chúng ta sửa nhé. Trường hợp thứ nhất là dơ le MR có đóng, là chúng ta nghe thấy cái dơ le MR đóng cạnh mà block không quạt không chạy. Trường hợp thứ hai là dơ le MR1 này không đóng. Thì cái trường hợp mà nghe thấy đóng này, trường hợp thứ nhất dơ le có đóng mà không chạy này, thì chúng ta loại được từ chân điều khiển từ vi xử lý, loại được IC đảo, loại được chân 1-2 của dơ le, chúng ta loại được từ đây đổi lại là tốt, lệnh tốt, IC đảo tốt, chân 1-2 con dây tốt, đúng không? Thì chúng ta mới nghe tiếng cái dơ le nó đóng, thì chúng ta loại được từ cái chân 1-2 của dơ le là trở về vi xử lý là tốt, không cần kiểm tra. Chúng ta kiểm tra với cái ban này, chúng ta kiểm tra cái gì? Chúng ta có thể kiểm tra cái dơ le này có đóng nhưng cái tiếp điểm trong cái dơ le này lâu ngày nó bị mô ve, nó không có tiếp xúc, mà khi trong khi đó chúng ta nghe thấy đóng cạnh một cái mà nó không tiếp xúc thì nó không đưa được cái đường ACL vào còn lại để cho block và quạt chạy. Đó là trường hợp thứ nhất. Và chúng ta kiểm tra cái tiếp điểm dơ le. Và thứ hai là kiểm tra cái dây kết nối từ dàn ra vào block.
và cái dây ACN chung và cái dây ACN kiểm tra xem có bị xúc kết nối ra không. Còn cái trường hợp mà dơ lè tốt, dây tốt mà bờ lốc và quạt đều hư một lúc thì cái tỷ lệ nó xảy ra rất là ít. Thì thông thường có nghe tiếng dơ lè đóng thì thông thường phần lớn là hư cái tiết điểm của dơ lè, và có một phần nhỏ đó là do dây không tiếp xúc. Còn cái phần mà có điện AC ra đây rồi mà hai trường hợp cả bờ lốc và quạt nó đều hư một lúc thì cái trường hợp nó cực kỳ hiếm. Thì chúng ta kiểm tra cái dơ lè, kiểm dây kết nối nhé. Đối với cái van là chúng ta thấy cái dơ lè nó có đóng thì chúng ta cứ kiểm tra lần lượt như vậy. Cái trang cái trường hợp mà dơ lè ML1 này không đóng, nghĩa là chúng ta quan sát, chúng ta nghe thấy khi bật máy lên mà chúng ta thấy không thấy cái dơ lè này đóng tiết điểm này, thì không đến tiết điểm thì nó có những cái trường hợp mà xảy ra như sau. Thứ nhất là có thể hư dơ lè, có thể là đứt con dây hoặc chập con dây trong dơ lè này, thì chúng ta thấy có thể có lệnh điều khiển ra dơ lè này không đóng được tiết điểm do con dây này đứt chập nha. Thứ nhất là hư dơ lè nhé. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là hư một trong những cái linh kiện như lệnh tinh vi xử lý con IC đảo này hư thì cũng dẫn đến cái dơ lè này không đóng được, đúng không ạ? Có thể đó là mất lệnh từ vi xử lý nhé. Cái thứ ba là hư IC đảo, hư con IC đảo thì dơ lè này không đóng được. Thì đó là với cái bàn mà chúng ta nghe thấy dơ lè nó không đóng thì chúng ta sẽ có ba cái nguyên nhân dẫn đến cái dơ lè nó không đóng. Thì đứng trước cái bài nguyên nhân, thứ nhất là dơ lè không đóng, thứ hai là có thể là mất cái lệnh từ vi xử lý thì dơ lè không đóng, có thể hư con IC đảo này nó không đóng, thì được. Thì đứng trước ba cái nguyên nhân này để ta tìm ra cái nguyên nhân nào dẫn đến cái dơ lè ML1 này không được đóng. Thì đây là dơ lè, lệnh vi xử lý IC đảo là cùng nằm trên một cái đường điều khiển cái dơ lè này. Ngoài ra nó còn có một nguyên nhân dẫn đến cái dơ lè này không đóng mà nó không nằm trên cái mạch điều khiển cái bờ lốc của cái quạt này, đó là một nguyên nhân nữa chúng ta phải bàn đến, đó là hai con sensor nhé. Đó là con nhiệt độ phòng và con nhiệt độ dàn nhé. Khi hai con sensor nhiệt độ dàn này, một trong hai con sensor nhiệt độ dàn này nó bị lỗi, và phải lỗi sensor tăng chỉ số hoặc là cái đường mạch của nó hư, thì nó báo cái một cái điện áp về chân vi xử lý này, thì vi xử lý này hiểu nhầm được, nghĩa là cái khi cái áp báo về nó ở mức độ thấp, ví thử chúng ta đặt ở cái nhiệt độ 25V và 25°C trong phòng, khi con sensor này nó báo về vi xử lý với mức 2V thì con vi xử lý này hiểu được là nhiệt độ phòng nó đạt được 25V thì nó phải cần cho bơ lốc và quạt ngừng chạy. Thì chính vì cái sensor nó đang lỗi, nó đang ở cái mức nằm ở 2V là mức cho bờ lốc ngắt nghỉ, nên chúng ta khởi động lên do cái chân của sensor để báo về sai này. Vi xử lý hiểu được là cái nhiệt độ trong phòng nó đang là mức độ như đó, nó không cho bờ lốc chạy, thì nó thêm cái nguyên nhân đó là hai con sensor. Thì bây giờ đứng trước bốn cái biểu hiện này, cái nguyên nhân này dẫn đến cái dơ lè không chạy, thì làm cách nào chúng ta kiểm tra một cách nó nhanh nhất và cơ bản nhất để ta loại trừ nhanh và ta sửa đúng luôn. Thì đứng trước bàn này chúng ta kiểm tra như sau. Chúng ta để cái đồng hồ thang đo DC 10V. Chúng ta đo ngay ở chân da của vi xử lý, tức là da chân số 5 của IC đảo này. Chân số 12 là chân da của IC đảo để điều khiển con dơ lè này. Chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo. Chúng ta đo đây với mát, cái đỏ ở đây với đây với mát, cái đèn với mát. Nếu có hai trường hợp xảy ra, nếu ta đo ở cái đường ra của con vi xử lý này mà là 0V, 0V này cho ta thấy đó là vi xử lý này chưa đưa ra cái lệnh để điều khiển IC đảo điều khiển đóng dơ lè, chính vì chúng ta không thể nghe thấy dơ lè đóng. Thì lúc này nó liên quan gì ạ? Nó liên quan đến hai con sensor này.
nếu đây là 0V. Như các bạn đã biết, con vi xử lý này nó muốn điều khiển cho IC cộng đồng hoạt động, muốn điều khiển cho dây này thì đây nó phải trổ ra 5V, thì bên đây nó là 0V. Thì 12V này chạy qua cuộn dây, chạy xuống mát thì tạo thành dòng chạy cuộn dây thì tiếp điện với đóng. Thì nếu chúng ta đo đây nó là 0V thì tức là con vi xử lý này chưa đưa ra lệnh để điều khiển ống dây này. Là ta đo ta thấy 0V thì con vi xử lý này chưa đưa ra lệnh. Chưa đưa ra lệnh thì nó không liên quan đến con dây này. Nó không liên quan đến người xe đạp. Có thể là chưa liên quan đến cái mất cái tín hiệu do con sensor này, một trong hai con sensor này báo về vi xử lý sai với cái mức volt mà nó đọc con vi xử lý hiểu nhầm được cái nhiệt độ nên nó không cho vừa lốc chạy, thì lúc này nó chưa đưa ra lệnh. Thì lúc này sẽ kiểm tra hai con sensor, một con nhiệt độ phòng và một con nhiệt độ giảm, kiểm tra xem con sensor nó có tăng chỉ số không, kiểm tra mạch nó có bị tăng điện trở, tăng chỉ số điện trở không, trụ có bị chập không để kiểm tra. Đó là trường hợp thứ nhất, ta đo ở đây nó là 0V. Trường hợp thứ hai, ta đo ở đây với mát mà ta thấy đây 5V. Trường hợp là trước là 0V nhé, trường hợp thứ hai 5V. Trường hợp thứ hai này 5V ở đây. Thì chúng ta hiểu là nếu 5V ở đây thì vi xử lý nó đưa ra lệnh 5V ở đây để điều khiển con xe đạp này, điều khiển dây này đã có 5V, đã có lệnh. Thì đã có lệnh thì không liên quan đến hai con sensor này nữa. Bởi nếu hai con sensor là lỗi thì không bao giờ nó đưa ra lại loại được hai con sensor. Nếu đo đầy 5V, nếu mà đi xe đạp nó tốt thì bên chân số 12 của chân da của nó là phải là 0V. 0V thì con đi xe đạp là tốt. Thì hư cuộn dây trong giờ lẻ nếu là 0V. Đo bằng nguồn, trường hợp thứ hai là đo mát ở đây vẫn bằng 12V, hư còn đi xe đạp. Đó, thì đứng trước cái biểu hiện mà cái bờ lốc nó không chạy và quạt không chạy thì nó có hai cái nguyên nhân lớn, và trong hai nguyên nhân này nó có những cái nguyên nhân nhỏ dẫn đến, mà bằng cách chúng ta sửa chữa chúng ta phải loại trừ ra, bằng cách chúng ta kiểm tra chỗ nào, kiểm tra như thế nào để nhanh nhất loại trừ. Bằng một phương pháp đo ở đây thì ta loại được rất nhiều để ta sửa cho đúng. Thì đó là cái bệnh đặc trưng hay gặp ở trong cái mạch điều khiển bờ lốc và quạt của dàn nóng của điều hòa mono nhé. Chúng ta thấy nó không chạy nhé. Thì tôi trình bày như này, cách kiểm tra như vậy nhé, lần lượt như vậy. Cái bệnh thứ hai ở đây, bệnh thứ hai là tôi đề cập đến cũng hay xảy ra trên cái điều hòa Daikin, Urbana, một số hãng mono khác nhé. Để cho nó chạy bờ lốc nhé. Khoảng 5 phút ngắt lắp. Nghĩa là chúng ta khởi động nên chúng ta đặt nhiệt độ nào thì nó cũng chạy chỉ có được khoảng 5 phút là nó sẽ ngắt cái bờ lốc. Thì biểu hiện của nó là trong nhà là chưa đủ nhiệt độ lạnh, và chúng ta có thể quan sát cái dàn lạnh có thể là bám tuyết hoặc là nó sẽ có sương ở dàn lạnh. Đó là cái hiện tượng đó là ngắt sớm làm cho chưa đạt được nhiệt độ. Thì đứng trước cái bờ lốc chạy ngắt 5 phút này ngắt thì nó có những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh này, để chúng ta cách chúng ta kiểm tra cho nó nhanh. Chạy được 5 phút thì tất cả các vấn đề như lệnh của vi xử lý, IC đảo, rơi lè và bờ lốc nó đã chạy, đã ok rồi. Cấp điện ra thì nó mới thấy chạy được 5 phút. Thì bởi chạy đến 5 phút thì nó ngắt thì nó liên quan đến những nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất nó liên quan đến hai con sensor nhé. Hai con sensor nhiệt độ phòng và nhiệt độ giảm nhé. Hai con này lỗi tăng chỉ số hoặc tăng điện trở thì đã báo cái volt về sai. Vì xử lý hiểu sai là cái nhiệt độ nó đã đạt. Chúng ta đặt 25 độ C nhưng chúng vô tình thì cái mạch sensor này nó báo về là gần đạt cái độ nhiệt độ 25 độ C, thì chạy mấy phút thì nó sẽ ngắt ngay. Chúng ta thấy ngắt sớm. Nó liên quan đến hai con sensor là ngắt sớm. Cái thứ hai nữa nó liên quan đến cái phần cơ là cái công tắc nhiệt của cái bờ lốc này. Hoạt động lâu ngày thì cái dòng nó giảm,
dòng nó giảm nghĩa là cái máy này nó có thể nó có chạy được 7 ampe, dòng qua công tắc này nó chịu được 7 ampe, nhưng trong quá trình hoạt động thì nó bị sụt dòng, nó còn 5 ampe. Thì khi block nó chạy, nó đang chạy ăn dòng thì nó đến mức năng nó đánh 5 đến 7, hơn 7 thì cái công tắc điện nó mới ngắt. Như đây nó lên tới 5 rồi nó đã ngắt rồi, thì chạy được vài phút thì dòng nó tăng, nhiệt tăng nó ngắt sớm, thì chúng ta có liên quan đến cả cái công tắc nhiệt này nhé. Đó, cái thứ hai là kiểm tra công tắc nhiệt nhé, nằm trong block nhé. Cái trường hợp nữa dẫn đến chạy khoảng 5 phút ngắt, đặc biệt là một số cái đời như Panasonic Mono, đó là cái trường hợp gì ạ? Trường hợp thiếu ga thì có thể block chạy vài phút nó cũng ngắt. Đó là ở những trường hợp mà là nếu cái trường hợp mà thiếu ga thì chúng ta có thể nhìn đầu đẩy của dàn nóng, chúng ta biết nó sẽ bám tuyết thì chúng ta biết được là nó là thiếu ga, hoặc là chúng ta sẽ dùng đồng hồ tự đo ga là chúng ta sẽ biết được. Thì cái nguyên nhân đó cũng dẫn đến cái block nó chạy 5 phút nó ngắt nhé, thì đó là liên quan đến cả ga nữa nhé, thiếu ga. Thì đây từ video này tôi trình bày với các bạn đó là cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái mạch điều khiển block và quạt giảm nóng nhé. Và những cái ban bệnh thường gặp ở trong cái điều hòa mono nói chung nhé, thì tôi sẽ trình bày cái đó là cái bệnh thứ nhất là block không chạy, cái bệnh thứ hai là block chạy khoảng 5 phút nó ngắt. Thì nó sau này chúng ta có thể gặp thêm một số cái bệnh thường gặp nữa như block khởi động cái ngắt. Thì nguyên nhân tại đâu, cách chúng ta kiểm tra. Cái thứ hai, bệnh thứ tư nữa, chúng ta thấy là block vẫn chạy được, có thể được 3 phút được 1 tiếng, nhưng mà cái nhiệt độ trong phòng chúng ta không thấy nó lạnh, kém lạnh so với lúc bình thường. Thì cái đó, những cái đó nó xuất phát từ nguyên nhân từ đâu, cách kiểm tra như nào. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái bệnh đó ở cái video sau. Thì video nào tôi xin dừng ở đây. Thì lại hẹn các bạn ở cái video sau, tôi sẽ trình bày với các bạn tiếp tục thêm những một cái số bệnh thường gặp trong cái điều hòa mono, cái cuối cùng điều khiển block. Ở video sau nhé. Thì video này tôi lại xin được dừng ở đây, lại hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Chào nhé.